Cách nấu hạt diêm mạch bằng nồi cơm điện cực dễ. Hạt quinoa diêm mạch là một trong những thực phẩm phổ biến trên thế giới. Đây là một loại thực phẩm cung cấp đủ chín loại axit amin mà cơ thể cần. Đồng thời sữa hạt quinoa organic cũng cung cấp cho cơ thể nhiều nguyên tố vi lượng và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Hạt diêm mạch chứa nhiều giá trị dinh dưỡng cao, vừa tốt cho sức khỏe lại còn giúp giảm cân hiệu quả. Nếu bạn đang thực hiện chế độ ít khuyên thì hãy cùng chuyên mục mẹo vào bếp xem ngay hai cách nấu quinoa, diêm mạch bằng nồi cơm điện cực đơn giản nhé, vào bếp thực hiện thôi nào. 1. Cách nấu hạt diêm mạch quinoa bằng nồi cơm điện. Đầu tiên, cách nấu hạt quinoa trước hết phải kể đến đó là cách nấu hạt quinoa bằng nồi cơm điện, vì đây là cách nấu đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được. Sau khi rửa sạch diêm mạch và để ráo nước thì cho vào nồi cơm điện. Thêm nước theo tỷ lệ một diêm mạch hai nước. Vì hạt diêm mạch là loại hạt trung tính nên nước ở đây có thể là nước luộc gà, nước luộc rau tùy sở thích. Bật nồi cơm điện nấu khoảng 15 phút là có thể dùng được rồi. Bạn có thể thêm muối hay nhân hạt ốc chó để tăng hương vị cho món ăn. Vậy là với cách nấu hạt diêm mạch bằng nồi cơm điện thật là dễ phải không nào? Nó không khác gì cách nấu cơm hàng ngày của chúng ta. 2. Quy lô, diêm mạch trộn rau củ nấu bằng nồi cơm điện. nguyên liệu làm quế nô, diêm mạch, trộn rau củ nấu bằng nồi cơm điện. quế nô, diêm mạch, một chén, chén ăn cơm, đậu que 50g, cà rút một củ, bắp ngọt một quả, hành tây một củ, trứng gà 3 quả, nước mắm một muỗng canh, gia vị thông dụng một ít, hạt nêm, tiêu, bột ngọt. sơ chế diêm mạch. đầu tiên, bạn cho quế nô, diêm mạch vào một tô nước, rồi ngâm nở mềm trong vòng 30 phút. Sau đó, dùng tay vo sạch nhiều lần với nước. Khi vo xong, bạn đổ diêm mạch qua rây để loại bỏ phần nước. Sơ chế các loại rau củ. Cà rút bào vỏ, rửa sạch rồi cắt hạt lựu. Đậu que cắt bỏ hai đầu, tước bỏ phần sơ và cắt nhỏ. Tiếp theo, bạn dùng tay tách lấy hạt bắp rồi rửa sạch với nước. Cuối cùng, lột bỏ vỏ hành tây, rửa sạch và cắt nhỏ hạt lựu. Nấu diêm mạch với rau củ. Đổ phần quy lô đã sơ chế vào nồi sau đó đổ nước vào sao cho mực nước ngập cách mặt hạt quinoa khoảng một lóng tay. Tiếp theo, bạn cho vào thêm một muỗng cà phê hạt nêm, phần rau củ đã sơ chế, đậy nắp kín, bấm nút cút và nấu chín trong khoảng 30 phút, trộn trứng với hỗn hợp diêm mạch rau củ. Cho vào chén 3 quả trứng gà, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt rồi dùng đũa đánh tan trứng. Kế đến, mở nắp nồi cơm điện và dùng vá cơm xới đều quinoa lên. Tiếp theo, đổ hỗn hợp trứng vào rồi trộn thật đều. Cuối cùng, bạn đậy kín nắp nồi cơm lại, bấm nút cút, nấu thêm khoảng 10 phút là hoàn tất. Thành phẩm Quy nô, diêm mạch, trộn rau củ nấu bằng nồi cơm điện có độ khô ráo và tơi mềm như cơm, khi ăn vào có độ dở nhẹ, đậm đà vừa ăn kết hợp cùng rau củ giòn ngọt, trứng béo ngậy. Đây hẳn là một món ăn vừa dễ nấu lại cực thơm ngon và tốt cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua đấy.